một trong những dấu ấn đặc biệt của tỉnh trong công tác cán bộ. Đó là mới đây, Hậu Giang mạnh dạn thí điểm đổi mới tinh giản biên chế, ngoài chỉ tiêu biên chế trung ương giao giảm. Yêu cầu là trong 2 năm nữa phải giảm thêm tối thiểu 5% cán bộ công chức và tối thiểu 5% viên chức. Đến nay trong cả nước chỉ có duy nhất tỉnh Hậu Giang đăng ký thực hiện chủ trương này. Đối với khối đảng chúng tôi thì đã tinh giản được 2 biên chế. Còn đối với khối chính quyền thì đến thời điểm này đã tinh giản được 4 biên chế là cán bộ công chức và 29 biên chế viên chức. Những đồng chí bổ nhiệm lại thì 5 năm trước đã làm cái gì phải báo cáo, và 5 năm tới làm cái gì thì hội nghị cán bộ chủ chốt tại bước 2 sẽ trên cơ sở cái kết quả đó là bỏ phiếu. Và với cái cách làm này là Hậu Giang thì phải khẳng định luôn đây này là đảm bảo đúng quy định, đúng quy trình, nhưng mà đúng người. Để tuyển dụng cán bộ trẻ thì phải là tinh giản biên chế với những cái cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.